Vùng đất giao thủy Nam Định gắn liền với một món đặc sản mà tiếng tăm của nó đã vượt qua cổng làng để đến với rất nhiều nơi trong cả nước, đó chính là món nem nắm. Và bây giờ là 5 giờ sáng, tôi cùng anh Trịnh đi chọn nguyên liệu để làm món nem này. Cả con lợn này, mình chỉ lấy có hai phần mông này thôi, nhưng mà lợn phải vừa giết ra thì nó mới nóng, mới dẻo, nem mới ngon được. Miếng thịt không được để xuống đất, là mình phải giữ trên tay như này. Không thể rửa qua nước lạnh được, vì nếu rửa qua nước lạnh là thịt hết nóng, nguội thịt đi là nem sẽ nhã, nem không dẻo được. Mà thực là miếng thịt vẫn còn rất là ấm, và ngay bây giờ thì tôi và anh Trịnh sẽ về nhà để làm nem. Giờ thì tôi đã biết cách để luộc thịt lòng đào, tức là mình sẽ cho thịt vào lúc nước vừa mới sôi và sau đó thì dùng đũa để đào lên để đảm bảo là bên ngoài thì thịt chín nhưng mà bên trong thịt vẫn còn dẻo. Muốn làm được cái nem nắm rau thủy thì trước tiên mình phải lạng được cái da. Đây này, cái khâu này là khâu khó nhất này. Em nhìn này, tay cái cự tay anh nặng này, 100 cái đều như cả 100. Quay anh khứa này để em thái, em này thái kiểu về dễ đấy. Phải đưa dao này. Em đưa cái lưỡi dao này càng dài bao nhiêu thì em xái nó càng nhanh bấy nhiêu. Đây là cái cự tay dao đúng không? Không bao giờ vào móng tay em được đúng không? Đây này, em cứ thoải mái dao nhé. Này, anh có thể nhắm mắt này, anh cũng thái được này. Xong rồi xem tivi này. Anh có cần đâu phải cần nhìn vào lưỡi dao đâu đúng không? Chắc là phải rất lâu thì tôi mới đạt được trình độ như anh Trịnh vừa nhắm mắt vừa thái, vừa xem tivi hoặc là nói chuyện với bất kỳ một người khác khi mình thái thôi. Nhưng bạn thấy tôi thái rất là chậm bởi vì chưa quen, thế là từng miếng chỉ nhỏ như thế này thôi. Anh ơi, sao mình không dùng máy thái cho nhanh anh? Thái bằng máy thì cái da nó rất là cứng, không mềm và giòn như cái da mình xái tay được. Nếu xái như em này to như này thì nó cũng cứng giống như xái máy thôi. Thái thịt thì dễ hơn thái da nhưng mà lại dễ đứt tay hơn. Em cỏ cưa như vậy lâu lắm, em cứ lao thẳng con dao này. Em không muốn mất tay đâu ạ. Anh đã bị nhát vào tay chưa? Nhiều chứ. Nếu bước vào nghề thì phải bị kiểu gì chơi dao chả phải đứt tay. Bóp với thính cho nó chín cái thịt này luôn. Thính của gạo tám. Bóp khoảng bao lâu thì được ạ? Cái lòng bàn tay mình nó nóng là cái thịt nó chín rồi. Phải có lá dong gói lại thì mới là nem nắm rau thủy. Em xuân sủ ơi. Vâng, có rồi đây anh ơi. Mời anh nha. Mời năm nem để anh em rượu luôn nhé. Dạ vâng ạ, mời anh sắp bàn em ơi. Và bây giờ thì đến lúc thưởng thức món nem nắm rau thủy. Khi ăn một miếng nem rau thủy thì vị đầu tiên mà tôi cảm thấy đó chính là vị đăng đắng và chan chát của lá sung, lá đinh lăng. Nhưng trên hết đó là vị béo ngậy của thịt, dai sần sật của bì, hương thơm của tỏi và thính thì hòa quyện với nhau rất là hợp. Trong những cái buổi tiệc tùng mà người ta bạn bè chiêu đãi nhau thì người ta thưởng thức cái món nem rau thủy này với cái nước mắm Sa Châu là những cái món ăn mà người dân rau thủy rất tự hào là cái đặc sản của quê hương mình. Các cụ người ta có câu ca dao tay cầm bầu rượu lắm nem mãi vui quên hết lời em dặn dò đúng không ạ? Đấy xin mời cô cá rượu quên rời đất.